Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ làm món chè đậu xanh nấm tuyết. Đây không chỉ là món chè giúp mình giải khát trong những ngày nắng nóng mà nó còn có tác dụng nhuận da, mát trong. Và món chè thơm ngon bổ dưỡng này còn rất thích hợp cho những ai đang có triệu chứng về đau dạ dày nữa đấy. Để làm cái món chè đậu xanh nấm tuyết thì ở đây mình đã chuẩn bị là 100g đậu xanh. Đậu xanh thì mình đã ngâm cùng với nước 2 tiếng trước khi mình nấu. Tiếp theo là 30g nấm tuyết. Nấm tuyết này mình cũng đã ngâm cùng với nước rồi nhé. Các bạn có thể ngâm qua đêm hoặc là các bạn ngâm trước khi mình nấu khoảng 3 cho tới 4 tiếng. Nguyên liệu tiếp theo đó là đường phèn, mình sử dụng 150g và 2 lít nước lọc nữa nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nấu món chè này nhé. Trước tiên với phần nấm tuyết này mình sẽ rửa đi rửa lại thật nhiều lần cho nó sạch, sau đó thì mình sẽ xé thành những cái miếng nhỏ nhé. Ở trong cái phần nấm này thì nó có những cái bụi, những cái đất cát thì mình sẽ phải rửa thật nhiều lần để cho nó hết những cái bụi bẩn đi. Sau đó thì mình sẽ cắt bỏ cái phần chân nấm này đi nhé. Và nấm thì mình sẽ xé thành những cái miếng nhỏ như thế này. Và các bạn sẽ xé nhỏ nấm ra nhé. Mình dụ khẽ cái cây nấm xuống dưới nước này các bạn này. Các bạn thấy rất là nhiều những cái bụi bẩn nó rơi ra này, nên là mình sẽ phải rửa thật kỹ nhé. Ở bên trong cây nấm rất là nhiều bụi. Phần nấm tuyết mình đã xé nhỏ và ngâm rửa cùng với nước rất nhiều lần cho nấm sạch rồi. Tiếp tục với phần đậu xanh này thì mình cũng sẽ rửa sạch và đãi đi những cái hạt bị mốc, bị sâu nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cả đậu xanh và nấm tuyết vào trong một cái nồi. Và mình sẽ cho vào đây là 2 lít nước nhé. Sau đó thì mình sẽ bắc cái nồi này lên bếp và đun. Sau khi nồi chè đậu xanh nấm tuyết của mình đã bắt đầu sôi đều lên rồi thì lúc này mình sẽ hạ nhỏ lửa đi, để lửa liu riu thôi, và tiếp tục đun nồi chè này nhé. Khi nồi chè của mình đã sôi được 15 phút, bây giờ mình sẽ cho phần đường phèn vào đây và sẽ tiếp tục để lửa nhỏ đun liu riu thêm 30 phút nữa nhé. Nồi chè của mình đã nấu được chừng 30 phút rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ bắc ra nhé. Phần đậu thì nó cũng đã nhừ mềm rồi đấy các bạn ạ. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong món chè đậu xanh nấm tuyết rồi đấy. Món chè này của mình thì các bạn ăn nóng hay là ăn lạnh cũng đều ngon nhé. Chè khi mà mình ăn thì nó có cái vị ngọt nhẹ, ngọt dịu của đường phèn, có cái vị thơm bở bùi của đậu xanh, và đặc biệt là những miếng nấm tuyết này khi mà mình ăn thì nó có cái độ giòn giòn rất là ngon. Trong Đông y thì ngân nhĩ hay còn gọi là nấm tuyết nó có vị ngọt mát, tính bình, và vị thuốc này thì nó có rất là nhiều những tác dụng như là sinh huyết, chống đông máu, ức chế bệnh huyết khối, giúp bảo vệ gan, đồng thời giúp giảm mỡ máu, hạ đường huyết, kháng ung thư và chống lão hóa rất là tốt. Bên cạnh đó thì nấm tuyết còn có hiệu quả trong điều trị các bệnh như là cao huyết áp này, mỡ máu, suy nhược thần kinh và chứng giảm bạch cầu, hay đặc biệt là chứng viêm dạ dày nữa. Có thể nói đây là một loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng, được sử dụng rất là nhiều trong các món ăn mặn và ăn ngọt như là gói, súp hay là mình nấu chè như thế này để giải nhiệt cho gia đình mình trong những ngày hè thì cũng rất là ngon. Chính vì vậy các bạn hãy mua ngay cái nấm tuyết này về và thử làm món chè như thế này cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công và sẽ có một ly chè mát lạnh cực kỳ là thơm ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.